Những ngày qua, bên cạnh công tác ứng phó bão được triển khai khẩn trương, tại các cửa ngõ ra vào Đà Nẵng, lực lượng chức năng vẫn đảm bảo ứng trực, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đi vào thành phố, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan. Chiều qua ngày 11 tháng 9, tại trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, lưu lượng phương tiện ra vào thành phố Đà Nẵng vẫn khá đông. Lực lượng chức năng đảm bảo quân số, kiểm tra QR code cũng như giấy đi đường, test nhanh COVID-19 cho toàn bộ lái xe, phải có kết quả âm tính mới được tiếp tục hành trình. Mặc dù thời tiết bão cái bầu đấy như thế, nhưng mà chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm cái vấn đề test, là không tất cả các trường hợp vào thành phố Đà Nẵng là phải qua test nhanh hết, là những trường hợp mà là không test nhanh là chúng tôi quay không có luồng xanh, không được test là chúng tôi quay xe quay đầu hết. Các lực lượng quân sự, y tế, thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt hỗ trợ phân luồng xét nghiệm đều tập trung hoàn thành nhiệm vụ, không bỏ trống khung giờ nào, quyết không để trường hợp lái xe nào qua chốt mà chưa đủ điều kiện trong thời điểm mưa bão. Ở ngoài thành phố, muốn đi vào thành phố thì phải qua chốt thì phải xét nghiệm hết. Dạ, hiện tại thì tụi em nhận được thông báo là như rứa, còn em không biết là mà chắc cũng phải tùy hình bão, nếu mà tình hình bão nặng mạnh hơn hoặc là ấy thì có thể có phương án khác. Xác định khả năng nhiều phương tiện tranh thủ thời điểm mưa bão để di chuyển ra vào thành phố nên dẫu gặp nhiều khó khăn vất vả, lực lượng tuyến đầu vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm đảm bảo không để dịch xâm nhập vào thành phố.